Rồi con đứng dậy con hỏi thằng cày đi. Hỏi không mạnh lên. Mạnh lên. Đứng sát vô. Mạnh lên. Mạnh lên. Rồi, hay quá. Có cái kem đẹp này thấy không? Nó gì vậy? Con gấu. Gấu hả? Con gì bên kia đứng kìa, con gì bên kia bự bự kìa. Cái bánh gà này nhiêu em? Cái nào anh dẫn cái đó có giá mà. Chào các bạn nha. Giờ bữa nay dẫn Trà My đi mua bánh kem. Đây. Từ từ. Đâu hết cái nào chỉ coi. Nè nó hết kia con búp bê rồi. Lấy cái đó đi. Trà My thích cái bánh này nè. Cái bánh con heo nè. Mới lên không? Mới lên coi đồ Doraemon coi. Nè. Trên này có bánh Doraemon nữa nè. Bơi đâu? Rồi mê gom búp bê hay lấy gom búp bê đi. Rồi đây là cái bánh kem của bạn Trà My chọn nè. Để em biết xong rồi anh không? Đâu. Chụp lên thì em biết xong rồi. Nè. Nó kêu múa nào. Này là cái gì? Kẹo mini on hả? Xin chào các bạn nha. Hôm nay là sinh nhật của Trà My 2 tuổi. Wow, từ. Sinh nhật Trà My nha. Rồi chuẩn bị mở bánh kem ra. Chưa? Ừ, sao vậy hả? Ngồi đây nè. Con ngồi cái này đi, ngồi cho. Ê, ngồi thì nó có bàn cao quá rồi. Được, không sao đâu. Cái ghế nhỏ này em ngồi lên. Trời ơi, sinh nhật bạn Trà My hoành tráng ghê chưa? Đó, có con gấu, có con heo nhà bông nữa kìa. Đó, con khoe con heo coi. Dẫn heo lên khoe coi. Ừ, đã rồi chưa? Chuẩn bị happy birthday nha. Cười lên coi. Wow, bánh kem có con búp bê đẹp quá ta.
từ từ con đừng đụng vô nha, để mẹ đốt đèn cày lên nha, đốt đèn cày lên con khỏi nến nha. Từ từ đừng đụng vô. Bánh kem này là bạn tao mới tự chọn á. Wow, trời ơi, giàu các bạn quá. Quá. Trời ơi, theo trong không rồi. Chưa hết gãy rồi. Thôi đi cô ba. Từ từ để mẹ lắp đèn cày lên con hỏi nha. Trời búp ơi. Bê của con hả? Chọn bánh kem búp bê đó. Thôi lấy đi hỏi đi chút nữa xong. Không phải đâu. Đâu con heo, đâu con heo con đâu. Nhìn ba kìa, ba chọn kìa, ba ghê. Mặt xuống thì con tên người ngồi. Nè anh cho mấy nhìn đây con. Rồi con đứng dậy con hỏi đèn cày đi. Hỏi mạnh mạnh lên. Mạnh lên. Đứng sát vô. Mạnh lên. Mạnh lên. Rồi, hay quá. Chỉ em cắt miếng kem coi. Rồi con bướm á. Cắt đi, cắt đi. Chưa cắt gì hết là liếm rồi. Bế đạo quá. Rồi tiết mục hội nến xong rồi bây giờ. Chị Như chờ từ nãy giờ á. Em lấy cắt cho đàng hoàng ra đây để làm nát hết. Cắt ra đi. Cắt cục cho nó để dứt hồi nét hết. Con bướm đâu, con lấy bướm ra coi. Bướm đâu bài bắt liều. Lấy bướm ra coi. Lấy bướm ra, bắt bướm ra coi. Con ăn con bướm hả? Liếm bướm kìa. Muốn bướm ăn được hả? Trời ơi, ăn bánh kem đã chưa? Ha ha.
bây giờ tiếp tục tới tiết mục thứ hai là ăn lẩu với em. Wow, lẩu mắm ngon quá. Tôm, tôm đâu con? Mấy nồi, mấy nồi? Ê ơi, con đừng càng vô cho mày. Nóng nước sôi đó. Nóng nóng. Nên ra nấu nước sôi đó mẹ. Rồi, bây giờ tầm mi ăn trước nha. Mày chế nước vô. Cái mì. Cái chai cũng còn đâu mà. Rồi, bây giờ tới tiết mục dập tiệc. Ăn lẩu. Không nổi tầm mi đờn. Rồi mời cả nhà ăn lẩu nha. Rồi mời cả nhà ăn lẩu mắm nha. Ngon tầm mi. Rồi lẩu mắm chất lượng luôn. Ăn ngon quá ta. Trời ơi, bảo. Ăn lại ngon rồi đó. Trời, nó sáng trưng luôn kìa. Bốc thuốc dữ vậy, ngon bốc dữ hả? Ngon quá hả? Cái lòng mắt bỏ vậy.
Ủa một lần có đâu chạy mà nó không có hả? Có, đâu? Năm rồi cái đầu tóc lóc. Năm nay đi năm cái đầu tóc đi mua.